Alo, dạ em xin mến chào quý đại gia đình thân thương của em nha. Chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube Ngọc Family Channel. Và ngày hôm nay em mến chúc đại gia đình của mình có những giây phút thư giãn khi xem cái clip kể chuyện của em nha. Thì ngày hôm nay ta nói em có một cái mẩu chuyện khá là vui về cái ông xui trai mà dụ bà xui gái này làm theo cái cách này nè. Và cái kết ta nói không thể là tưởng tượng được luôn. Thì đây là một cái câu chuyện cũng khá là vui đó. Thì Ngọc lúc nào Ngọc muốn sưu tầm những cái câu chuyện vui như vậy để gửi đến cho đại gia đình của mình, vui nhưng mà giải trí cực mạnh, cực bá đạo nha mọi người. Thì hồi xưa đó là cái thời chiến tranh á, là tao nói vợ chồng dễ xa nhau lắm, cho nên cái ông xui trai với cái bà xui gái này hổng may thì tao nói vợ mất sớm, một bên thì vợ mất sớm, một bên thì chồng mất sớm, hai người tao nói sống vậy thôi. Thì bắt đầu là làm xui gái nhau. Thì cái ông xui này nè, ổng cứ thỉnh thoảng, thì cái thời này là cái thời giặc giặc có nói tây rồi đó, hay đi tuần lắm, cho nên là cái thời này là coi như bằng là chết sống, là coi bằng là coi như là không có là thể nào mà lường trước được hết á, sống chết không có lường trước được. Cho nên là cái ông này ổng cũng tình nghĩa xui gia, ổng cũng hay đi đến mon men đến để anh thăm cái ông này ổng thăm cái bà xui à, thăm như vợ như hai người bạn già thăm hỏi nhau vậy, mà dù gì cũng là xui gia nhau. Mà mỗi lần ổng đến thăm á là cái bà xui này nè, bả lấy trà lấy nước đồ ra để mà mời khách đến nhà, không trà thì nước. Mà cho nên là cho đến một ngày kia thì bắt đầu là cái ông xui này ổng đến nhà bà xui, ổng đang ngồi nói chuyện bà xui gì đó, tự nhiên nghe tiếng súng nổ, lựu đạn nổ bùm bùm bùm, chó sủa quá trời. Thì bắt đầu là người ta la hét hò quá trời luôn. Thì bắt đầu là người ta mới nói là có tay tụi tây, tụi tây, tụi tây bóp bóp, tụi tây bố tới. Cái bắt đầu người ta sợ, bắt đầu người ta mới chui xuống cái hầm tránh đạn. Thì ở Việt Nam á, thì có một cái nhà bà xui này thì bà có một cái hầm tránh đạn, mà nhà bà thì cái hầm bà có bê lớn như nè, đủ cho có một người chui xuống dưới đó trốn thôi, trốn trốn đạn thôi, lỡ mà đạn nó có tay nó có thảy bom rồi xuống á thì có gì mình cũng không bị chết ha, rồi súng nó bắn tùm lum, cho nên là mình phải tránh đạn. Rồi người dân mới tránh đạn thì bắt đầu là họ đào một cái hố để tránh đạn. Nhưng mà không may là bữa đó là cái ông xui ông cũng ở nhà bà xui, mà hai người ở trong một cái nhà mà có cái hố nhỏ xíu thì làm sao mà tránh được. Thì bà xui bà mới nói anh xui ơi, bây giờ á là anh với tôi trốn lẹ lẹ đi chứ để nó bắn chúng mình là chết. Bây giờ có nước là tôi với ông là chui xuống cái hố này, nhưng mà bây giờ cái hố này nó nhỏ lắm, không mấy bây giờ anh xui nằm dưới đi, tôi nằm trên đi, dạng như anh xui nằm dưới, tôi nằm anh xui nằm đây, tôi nằm đây nè, tôi nằm đè người anh xui. Chứ bây giờ mà anh xui mà nằm ở trên, tôi nằm ở dưới là anh xui tôi nói đè tôi nói ngộp thở luôn, tại vì anh xui nặng quá. Cho nên là cái ông xui ông thấy cũng có lý đó, thì bắt đầu là ông mới chui xuống dưới, ông nằm trước thì bả mới leo lên người ông, bả nằm ở trên đó thì nằm vậy thì cái hố nó mới vừa, cái hố tránh đạn nó mới vừa. Thì sau khi mà tay nó đi ngang ngang qua, nó nổ súng bầm bầm, nó quánh giặc mà, cho nên là dân đồ người ta sợ trúng nó, người ta trốn. Thế là cái ông xui này nè, tao nói lâu lắm rồi, vợ mất lâu lắm rồi mà tự nhiên là có một cái người phụ nữ là cứ bằng là tránh đạn mà bà xui nữa, bà nằm lên người mình thì ông cũng thấy phơ phơ. Thì bắt đầu là ông cũng giống như là vợ mất lâu rồi mà bữa nay giống như là cảm giác mà có cái người vợ của mình quá cố mà sống vậy vậy đó, dạng vậy đó. Thì bắt đầu ổng cũng để y nguyên vậy đó, hai người nằm gần nhau tao nói cả tiếng đồng hồ luôn, mà y nguyên giữ y nguyên vậy nè, không dám động đậy, không nhúc nhích gì hết đó. Nếu mà có tiếng mà rụt rịch cục kịch là bắt đầu là những cái thằng lính Tây nó sẽ vô, nó sẽ bắt mình, cho nên là rất là sợ. Thì sau khi mà nghe họ ông xui bà xui nằm im gu như vậy nè, mà tao nói cái ông xui này thì ổng cũng nằm im nghe và ổng cũng như là phơ phơ, nó im thích thích quá. Mà tao nói lâu quá rồi tự nhiên cái bà xui thì bắt đầu mà bà cứu mình, bà cho mình nằm ở dưới bả. Thế là bắt đầu cái hai người cũng nằm im gu vậy đó, một tiếng mấy luôn, gần 2 tiếng hồ luôn. Thì bắt đầu là im nghe nghe cái tiếng, không còn tiếng chó sủa, không còn tiếng của người ta la hét, thì mấy người Tây nó đi rút lui rồi. Thì bắt đầu ông xui bà xui mới mon men leo lên khỏi cái lỗ đó. Trời đất ơi, ông xui này ông nhìn bà xui thì ông cứ cười tủm tỉm ghét. Thì bà xui bà nói anh xui mấy anh ở đây đi, rồi chút anh về lính đạn coi chừng là kêu bằng tuổi đó nó quay trở lại hay gì đó đó, thì canh nó hết rồi đi về. Thì ông cũng như là ông cũng thấy trời đất ơi, sao mà mình lâu quá, mình vợ mình mất lâu rồi mà bữa nay là kêu bằng là giống như cái cảm giác cái người vợ của mình bắt đầu là ở gần mình nhé, dạng vậy đó. Tiểu bằng hàng nè, ổng nằm ở dưới thì bà nằm trên tránh đạn nãy giờ đó, thì ổng cũng phơ phơ cái những giây phút đó đó. Thì bắt đầu là cái ổng mới bắt đầu là ổng mới đi về, cái mấy ngày sau ổng mới mon man, ổng nhớ cái bà xui này quá. Ổng mới thay vì mỗi lần là 10 ngày ổng mới tới thăm bà xui 1 lần, nhưng mà bữa nay mới có 3 ngày ổng tới nữa.
Thì ông mới tới nữa, ông mới nói chị Xui, chị Xui khỏe không chị Xui? Thì cái bà nói em tôi cũng khỏe, anh Xui khỏe không? Chỗ nay anh Xui tới thăm tôi sớm, mỗi lần anh Xui lâu lâu mới tới mà. Thì bắt đầu là cái bà Xui này nè, bà cũng nghĩ gì, nhưng cái ông này nè, ổng thì ổng nghĩ chứ trời ơi phải chi, bữa đó là ổng mới kể với bà này, trời ơi sao mà lâu quá tôi không thấy tụi tây bót nó tới đi chị. Trời đất ơi anh Xui nói gì kỳ á, trời ơi tụi nó tới một cái tôi với ông sợ thấy bà luôn, mà trong khi đó cái nhà tôi có cái hố đánh đạn ở xíu à, mà bây giờ chui xuống làm sao mà nằm dừa đó, thì anh nằm dưới tôi nằm trên đó, anh thấy không, là cái bằng là rất là chật chội luôn á. Nhưng mà cái ta nói, nhưng mà tôi thấy sao kỳ quá thì tôi mới hỏi vậy. Trời ơi chị Xui biết không, mà tôi nói chị nghe là hồi hôm bữa đó tôi nằm dưới chị nằm trên là cái bằng là nó chật chội mà nó khó thở lắm, mà bây giờ tôi nằm ở trên chị nằm ở dưới thì chị cũng không thở được. Lần sau á, nếu mà có tụi tay á, nghe không, là chị với tôi á, là nằm ngang nhau đi đó, chị nằm ngang tôi nằm ngang thì mình chừa cái lỗ khoảng trống này để mình thở đó. Thì bắt đầu chị Xui thấy hợp lý, hợp lý. Thì bắt đầu là cái hay là bây giờ tôi với chị xuống dưới cái hầm này để mình thử coi sao cho để xuống cái hầm để thử coi là tôi với chị nằm ngang nhau vậy có phải là dễ thở hơn hôm bữa mình nằm mà ở hả cái kiểu như vậy là thì nó ngộp thở quá, hai người nằm trong cái hầm nhỏ xíu vậy là trúng đạn đó, tránh đạn đó. Thì bắt đầu là cái bà Xui mới nói trời đất ơi anh Xui nói bậy nó bạ gì vậy hả anh Xui. Vậy bà mới biết là ông này bữa ông lợi dụng bà, ông mơ mấp đã đời rồi, bây giờ bữa nay là ông mong me, ông muốn chui xuống hầm để làm thử giống như hôm bữa bà biết rồi. Bà mới nói trời trời anh Xui, anh Xui tin là tôi lấy cái áo tôi trồng lên đầu của anh không? Đấy, đáng lẽ là phải lấy cái quần trồng lên đầu của anh á. Nhưng mà tôi nghĩ là trong nhà tôi là còn có con cháu trong nhà cả đám nha, giờ tôi nói vậy thì mặt mũi đâu anh nhìn tụi nó nữa, cho nên là tôi ém dữ lắm, tôi tức dữ lắm rồi. Hôm bữa anh lợi dụng tôi phải không? Mà bây giờ tôi mới biết nè, tôi mới biết anh Xui là cái anh Xui lớn tuổi rồi, mà sao anh Xui nói chuyện gì kỳ quá. là tôi sợ đạn thiệt, còn anh Xui nghĩ tùm lum tùm la. Khổ ghê đó. Cái bắt đầu cái ông Xui nữa cũng quê. Không thấy bà Xui này ta nói bả quyết định cứng rắn quá, bả cũng cương quyết kiểu khác. Thì ổng thấy là thôi cái mồi này là kêu bằng là không có ăn gì được hết trơn rồi. Thì ổng bắt đầu bỏ cuộc. Ổng nói thôi vậy thôi tôi xin lỗi chị Xui nha. Là tôi lỡ lời, thôi để tôi về chị Xui. Nhớ trời tối tôi về nha chị Xui. Đó thì bắt đầu là ổng mới về ổng mới suy nghĩ trời. Công nhận cái bà Xui này bả đẹp ha. Đẹp. Mà tao nói bả đẹp mà bả dễ thương nữa. Mà không biết làm sao nữa, mà tao nói mình thì mình thương bả, mình mến bả. Mình mới nói có một câu bả giận bả chửi mình, bả nói là mấy bả đội cái quần lên đầu mình, trời ơi hồi nãy mà có con cháu ở đây mà bả nói gì chắc mình trời chắc mình quê chết đi được, cũng hên là bả ém lại. Không mấy ngày mai mình tới mình thăm bả nữa để mình coi mình lên kế hoạch mình dụ nữa coi sao. Cái ông Xui này á, ông tìm mọi cách để ông dụ bà Xui này nhưng mà bất thành. Thì cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe cái câu chuyện vui của em ha. Thì em mến chúc đại gia đình của mình lúc nào cũng có nhiều niềm vui và nhiều sức khỏe. Và mến chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha. Xin chào mọi người.